thì đâu phía đây phía đầu đó là kia kia có mấy con đó em ơi, đó là kia bao con thấy không, bắt đầu rồi sáng thì đánh cái con đá này luôn em ơi, nhưng mà chúng tôi chạy không được mà đâu. Sáng đồng này Vĩnh Phước các bạn ơi, đồng em đang xuống máy cắt nè, đầy 4-5 con dân ma 82 còn mới chát luôn, quả đã không, đây máy cắt mới kéo dữ lắm. Đây tụ họp buổi sáng rồi, máy này vậy đâu không biết các bạn ơi, 70 dân ma xuống rồi. Xe lớn đi ngang chắc kẹt đường quá, 60 luôn. Đây, dân ma cái ba xa bên gơi cao không? Miền tới máy ông gài, có ai ở đây quay chưa, mẹ có ai quay chưa, đây bị 60 mà anh em chuẩn bị buổi sáng nha, ngày 9 giờ ngoài chưa được 10 giờ buổi sáng. Đây khoảng 5 con. Đằng kia 2 3 con gì đông lắm anh em ơi. Rồi 6 7 con. Này chạy đi ở đâu không biết đây. Quay đầu. Đó, đằng kia xích đằng kia có mấy con nữa anh em ơi. Đó, đằng kia 3 ống con nghe không? Quá đông. Rồi buổi sáng máy xuống rồi đằng kia 3 con, đây 3 con 6 con rồi, dân ma chạy trước rồi nè, ghê chưa, đây dân ma xuống ruộng. Sáu mươi người cũng cổ rồi, bây chạy có giò không mà mình hưởng phái phải sống quê quay 60 lắm em, tại nó binh 60 với 70 xài chung dòng động cơ, nhưng mà 70 thì nó lớn ngựa hơn, nó 69, còn 60 này có 58 59 ngựa anh em ơi, làm tròn thôi còn bốc quá dữ ghê không. Sáng nha, đồng Vĩnh Phước Chi Tôn An Giang này cũng chi tôm anh em, chưa lên trình biên đâu, ở đây cũng dài đã các anh em ơi. Đây hai con, hai ba con gì đằng kia đang sạc sạc vậy đó, ba con nữa là 6 con, không biết chắc chưa có lại không, 7 con luôn anh em ơi, ở trên bờ đang chạy lại một con nữa, quá tài máy rồi, ta đông lấu đông. À, vui chưa, buổi sáng mà đồng An Giang máy này rất nhiều quá, ở đây đa số là 70. Rồi, lo nhiều lắm anh em ơi, ở đằng kia còn 2-3 con gì nữa anh em ơi, không biết phải máy cắt hay máy kéo đâu có mùi nữa. Xuống dốc một con nữa, ở này chạy đâu không biết đây, ở
bao nó mà không biết có cắt không à. Chạy giọt đây, quay cho anh em coi, không biết là chạy giọt đây. Anh em xem video nhé và subscribe cái kênh để ủng hộ mình nha anh em. Rồi nhìn xa thì là để mưa tiếp. Quay đầu dưới à. Đây hai con. Đồ cho ma chỉ quá chạy nè. Chạy đẹp nhất trong đám này luôn anh em ơi. Dân ma chó mư, chó mư chạy cũng đâu dân ma thấy không, tới đích tới đích đó. Xài động cơ V2403 thì cua thì 2007 dòng chân phúc 58 59 mã lực gì anh em ơi, con này 58 mã lực năm hơn chút rồi, không tính 59 đâu mà làm tròn 60 là vậy chung. Ở đây phải rất là nhiều con rồi, bị gì anh em ơi, 60 bị gì à? Ở đây có rất là nhiều con luôn đây. Đó ở đây vòng vòng ở đây là bên đó là 5 con phải không, nay mình ngồi đây lúc trong này 1 con nữa, 6 con. Còn kia con chạy một dạng tổng gần 7 con. Cái cách này 7 con em ơi. Rồi, hơi rung hơi lắc anh em không cảm nha. Rồi, có mưa chạy quá chạy chắc này bị gì vậy. Tài xế không đâu nón đâu mà muốn gì cho anh em ơi. Đó, mày kéo. Hai con chạy cùng nhau nha. Chạy dữ chưa? Ghê không? Quá ghê không à. Nói ông kiến.
đây chàng máy binh không anh em ơi, đồng này thì được máy binh rồi, thấy không, thì giọt chưa rồi giờ đó đó là 70, ở đây 70 60 với dân ma 82 chưa có máy lớn à. Không biết 60 giá này bị gì hư rồi anh em ơi, dân ma đang chạy 60 chạy giọt hơn dân ma nha, tới đít á, đẹp không, này có núi luôn, núi có sông, sau lưng mình là con sông, trên đó là cái núi, đây là máy cắt đang hoạt động trên cánh đồng mà lúa chín tới mùa thu hoạch nha anh em, mọi người xem video nhớ like subscribe cho kênh ủng hộ mình nha, rồi mình kéo luôn anh em ơi, mọi người ơi. Dòng có luôn, hiểu không? Cho mọi người nghĩ thì biết đậu luôn rồi, nhưng mà đậu luôn, nè đồng như kiến này hay không? Máy rồi ốc nổi chưa? Coi nhỏ nhỏ lại coi thấy gì nữa không? Đó rồi, nhiêu à? Đây, thấy được bao đông bao vui, 4-5 chiếc.